học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Đắk Đoa xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý khán thính giả thân mến, cuộc sống thường nhật với ta và nhân loại đã trải biết bao điều thăng trầm, suy yếu hay hưng thịnh, nhạt nhẽo hay thú vị, khổ đau hay hạnh phúc. Mỗi ngày, những điều ấy đi qua ta như một quy luật tự nhiên và tuần hoàn đến mức đôi khi ta quên nghĩ đến và quên để tâm nhìn nhận lại sau những bộn bề, lo toan thường nhật. Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả sẽ lùi về quá khứ và mọi thứ sẽ về dĩ vãng và dần bị lãng quên và lãng quên dần theo năm tháng nếu không có một sự ghi chép và lưu giữ nào. Vậy thì, cái gì sẽ ghi dấu và lưu giữ lại hành trình và chặng đường mà ta đã đi qua? Đó là sách. Sách là kho báu vô tận, là đúc kết những tinh hoa, những tri thức của cả nhân loại, là sự kết tinh của lớp lớp thế hệ. Chính vì vậy mà Anna Quinlan từng khẳng định, những cuốn sách là máy bay, tàu hỏa và con đường. Chúng là điểm đến, là hành trình và là nhà. Tôi từng tìm tòi và đọc rất nhiều sách. Tôi đã hiểu những gì Anna Quinlan nhắn gửi trong câu nói của mình. Vì vậy, càng đọc, tôi càng say mê và bị cuốn hút bởi những cuốn sách. Trong hành trình chinh phục sách của mình, tôi nhận thấy rằng có những câu chuyện đi vào cuốn sách, đọc xong ta có thể quên, nhưng cũng không ít những câu chuyện đi vào những cuốn sách để lại ấn tượng khó phai. Là tiền đề, mục đích, lý tưởng và là bệ phóng hướng con người tới những chân trời tương lai tươi mới và khuyến khích, khơi gợi nguồn động lực để con người hành động, đặc biệt là tuổi trẻ. Tập truyện Góc nhỏ yêu thương của nhà văn Võ Thu Hương là một tập truyện như vậy. Và có lẽ khi đến với thế giới góc nhỏ yêu thương, ta bắt gặp những câu chuyện hướng tới thiếu nhi, tới tình thương, sự sẻ chia từ những điều nhỏ bé, gần gũi xung quanh mà ta thấm thía. Nó vừa mang tính thời sự mới mẻ, vừa mang tính tâm lý xã hội, triết lý nhân văn cao cả. Đặc biệt, tất cả nó là những thông điệp tuyên truyền vì trẻ thơ, vì một tương lai tươi sáng cho ngày mai của thế hệ trẻ và vì sự phát triển một cách toàn diện về phẩm chất, năng lực, trí tuệ cho con em mà nhà văn gửi gắm. Cuốn sách được nhà xuất bản Kim Đồng in ấn và phát hành năm 2018, tái bản năm 2019. Hiện nay, nó có mặt trên khắp các nhà sách trong nước để phục vụ bạn đọc. Và không dừng lại ở miệng, tôi muốn khơi gợi sự đồng cảm và truyền lửa đam mê đến các bạn qua sự hấp dẫn của toàn tập truyện, mà tôi còn muốn chia sẻ sự ấn tượng và xúc động của tôi tới đông đảo bạn nghe, đọc, cảm xúc mãnh liệt nhất của mình với truyện ngắn. Con muốn làm một cái cây trong góc nhỏ yêu thương ấy. Một câu chuyện nổi bật thể hiện rõ đề tài cho toàn tập truyện. Chủ đề Con muốn làm một cái cây là tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tình cảm ưu ái dành cho trẻ thơ. Sức phản ánh của chủ đề rất thực tế, sát với cuộc sống, giàu ý nghĩa, mang khát khao hành động vì trẻ thơ của nhà văn và truyền lửa lan tỏa hành động ấy đến người đọc. Ở Con muốn làm một cái cây, kết cấu chuyện thực sự đơn giản, xoay quanh câu chuyện trong gia đình cậu bé Bum và cây ổi. Chuyện về Bum và cây ổi ông trồng cho Bum trước nhà, với tuổi thơ đầy ắp niềm vui và tự hào của Bum với gia đình, người ông nhân hậu, bạn bè bên cây ổi. Rồi nỗi buồn, sự cô đơn khi ông mất, nhà chỉ về nơi ở mới, xa cây ổi, xa lũ bạn thân. Cốt truyện tưởng chừng như đơn giản là thế, nhưng nội dung, ý nghĩa nhân văn của nó thật rộng lớn. Qua việc làm, trồng cây ổi để tuổi thơ của bố Bum, rồi đến Bum có chỗ leo trèo vui vẻ của ông, và hình ảnh người ông nhân hậu ngồi quan sát lũ trẻ chơi đùa, chăm bẵm lũ trẻ hàng ngày của người ông. Tác giả muốn ca ngợi và gửi gắm một điều rất thiêng liêng và quan trọng trong cuộc sống gia đình, đó là tình yêu thương, sự quan tâm, gần gũi, chăm sóc, giáo dục của người lớn trong gia đình với con trẻ, sự hiểu thấu về tâm lý, hiểu điều con trẻ cần. Việc cô giáo chú ý đến diễn biến tâm lý và cảm xúc của Bum, rồi phát hiện ra ước mơ cháy bỏng muốn làm một cái cây của Bum, rồi báo ngay cho bố mẹ Bum. Vì bố mẹ Bum biết được em đang khao khát luôn sống với kiếp tuổi thơ cùng ông, cùng cây ổi và lũ bạn, mà dự tính trồng một cây ổi nơi nhà mới và rủ lũ bạn về chơi cùng Bum là những chi tiết giàu ý nghĩa.
Nó thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, tình yêu thương của cha mẹ và thầy cô dành cho các bạn nhỏ, sự quan tâm của giáo dục với tâm lý lứa tuổi và sự phối hợp sâu sát của nhà trường với gia đình trong sự nghiệp giáo dục con người. Chi tiết đặc biệt nhất của chuyện là hình ảnh tiếng lòng của Bung khi ông mất, nhà chuyển về nơi ở mới, xa cây ổi, xa lũ bạn thân. Con muốn làm một cái cây, con muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ của con. Con muốn luôn bên đám bạn leo trèo mùa ổi chín và thấy ông con ngồi cười hiền lành bên gốc ổi. Là chi tiết thể hiện rõ nhất chủ đề truyện và thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Trẻ em cần được lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc và sự kết nối với bạn bè, thiên nhiên. Trẻ em cần được lắng nghe và thấu hiểu, cần được bày tỏ, nhất là thấu hiểu những cảm xúc bên trong. Niềm vui, hạnh phúc, sự cô đơn, buồn bã, được sống với kiếp tuổi thơ đẹp đẽ và có được cảm giác hạnh phúc. Hơn thế nữa, tác giả muốn ngầm động viên, khuyến khích mỗi đứa trẻ chúng ta hãy mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với mọi người để từ đó được hiểu, được chia sẻ và được đáp ứng nhu cầu sống chính đáng của mình. Và cuối cùng là hình ảnh cây ổi xuất hiện từ đầu đến cuối câu chuyện, mang đầy ý nghĩa nghệ thuật và tính nhân văn cao cả. Hình ảnh cây ổi mang tính nghệ thuật. Cây ổi gắn kết quá khứ, hiện tại, tương lai. Về ý nghĩa nội dung, nó như một kỷ vật minh chứng cho tình yêu thương trải dài xuyên suốt qua các thế hệ của ông nội, bố mẹ dành cho Bum. Qua chi tiết này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: hãy để các em lớn lên cùng thiên nhiên, hòa nhập với thiên nhiên bao la rộng lớn đầy hấp dẫn. Đồng thời khẳng định việc để các em hòa nhập với thiên nhiên sẽ giúp phát triển trí tuệ và ươm mầm tình cảm ở trẻ. Và tất cả chúng ta cần phải trân trọng tình yêu thương và sự sẻ chia của những người thân trong gia đình. Như vậy đấy, tôi đã đọc về đam mê Con muốn làm một cái cây trong góc nhỏ yêu thương. Tôi nhận thấy khát vọng vì trẻ mà tác giả gửi gắm đúng như câu nói: bạn hãy nghe trẻ em khóc, trẻ em cười. Nó thôi thúc tôi hành động vì bản thân và vì các bạn trẻ khác, bởi tôi thấy trách nhiệm của mình trong ấy. Và hơn thế, ở đó chứa đựng nhiều nét mới mẻ, hiện đại, phù hợp với thời đại xã hội chung tay vì thế hệ trẻ và đáp ứng mục tiêu của xã hội hiện tại: trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Bạn đọc thân mến, sở hữu một cuốn sách hay chính là chìa khóa quyền năng để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn và thử thách trước mắt nhằm vươn đến thành công. Hãy đến với sách nhiều hơn và ngay từ bây giờ hãy đến với Con muốn làm một cái cây và toàn tập Góc nhỏ yêu thương. Bạn hãy đọc và sẽ cảm nhận được rằng chỉ là những góc nhỏ yêu thương thôi, nhưng được ví như những hạt giống ươm mầm thành cây, nở hoa tình yêu trong lòng những cô bé, cậu bé. Hương sắc từ đóa hoa ấy sẽ là lưu hương theo mãi nhiều tháng năm sau đó, để mỗi khi nhớ về ấu thơ là nhớ về những ngọt ngào, trong trẻo, đáng yêu. Nếu bạn không tin vào điều ấy, hãy đến với thế giới nhỏ của bóng, đốm và các bạn nhỏ cùng trang lứa, đặc biệt là những tâm tư và tình cảm của cậu bé Bung trong toàn tập Góc nhỏ yêu thương. Nhất định bạn sẽ phát hiện ra và trân trọng những mơ ước giản dị, ngây thơ của trẻ con. Bởi những ước mơ giản dị ấy sẽ là nguồn mạch nuôi dưỡng cho những tâm hồn trẻ thơ. Bạn sẽ nhận thấy rằng tình yêu thương không ở đâu xa lạ, mà ở ngay xung quanh chúng ta, trong chính trái tim của mỗi người. Hãy cùng đọc, cùng cảm nhận và cùng hành động với người tiên phong Võ Thu Hương nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt.